Xin chào tất cả mọi người nhé. Chúng ta hiện đang có mặt tại địa chỉ là 463 Kim Mã. Hôm nay thì là ngày đầu tiên của chương trình Tuần Vàng Tri Ân của Thẩm mỹ Quốc tế Bali. Và ngày hôm nay thì ngay trong buổi sáng đầu tiên của chương trình Tuần Vàng Tri Ân, chúng tôi có rất đông các vị khách hàng đã đến cũng như là đăng ký để tư vấn tại sảnh tầng 1 của Thẩm mỹ Quốc tế Bali. Hôm nay thì cũng là ngày làm việc của chuyên gia Hàn Quốc, nên là quý vị khách hàng nếu như mà đến tại Thẩm mỹ Quốc tế Bali của ngày hôm nay thì sẽ được trực tiếp chuyên gia Hàn Quốc của chúng tôi tư vấn về liệu pháp căng chỉ công nghệ extra velvet nhé mọi người nhé. Đây là cái công nghệ căng chỉ mới được chuyển giao độc quyền tại Thẩm mỹ Quốc tế Bali và đã được KFDA chứng nhận về mức độ an toàn cũng như là hiệu quả. Công nghệ này thì sử dụng sợi chỉ gai là 360. Với cái các cái sợi chỉ gai thì nó sẽ tạo ra các cái mối liên kết rất là chặt chẽ đối với cả da của mình, vì vậy mà nó sẽ tăng cái khả năng nâng cơ, sẽ làm cái khuôn mặt của chúng ta trở nên lip hơn, đồng thời là giúp tăng sinh collagen và elastin, thì sau khi thực hiện thì sẽ giúp cho chúng ta sở hữu một cái nhan sắc trẻ trung hơn và một khuôn mặt thon gọn hơn nhé mọi người nhé. Mọi thắc mắc về dịch vụ cũng như là thông tin thì mọi người có thể để lại bên dưới livestream này hoặc gọi đến số điện thoại là 0386 463 463 để được tư vấn trực tiếp nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người.